Xin chào các bạn, mình là Ken Ken. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn một chiếc máy bài. Đây là chiếc MiG 31 của nhà sản xuất. Thì trước khi bài thì mình phải kiểm tra tất cả các hệ thống của nó trước khi bài để cho nó an toàn. Nếu không mà chiếc máy bay của chúng ta sẽ thành sử dụng mình trở thành phao dụng ha. Giờ đầu tiên nguồn thì mình đã lắp ra xong rồi. Giờ chúng ta sẽ đẩy nắp nguồn lại. Trước khi bay, một cái điều quan trọng nhất các bạn cần lưu ý là chúng ta phải thử cái cánh quạt, thử cái đuôi. Bây giờ mình sẽ thử cái cánh quạt của nó. Cầm tay lại. Nghiêng nó qua đây xíu. Ok, như vậy cánh quạt ok ha. Giờ chúng ta coi thử cái đuôi. Cái đuôi nó rất là quan trọng là khi chúng ta nó lái bay thì nó sẽ lái. Bỏ nắm đất luôn. Bỏ nắm đất luôn. Ok, như vậy cái đuôi của nó hoàn thành tốt ha. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu bay. Sao để thấy nguyên rồi. Không có thấy nghe người. Em qua sao lưng đó. Xin cảm ơn các bạn.